Nhắc đến Trà Vinh thì người ta sẽ nhớ ngay tới một khu đô thị xanh giữa đồng bằng, một thành phố với những hàng cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Đặc biệt là nơi đây còn nổi tiếng với sản phẩm chiếu cà hom có hoa văn tỉ mỉ và độc đáo. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa làng nghề chiếu cà hom của người Khmer xã Hàm Tân, huyện Trà Cú vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống. Làng nghề chiếu cà hom được hình thành cách đây khoảng 100 năm tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chiếu cà hom có nhiều sản phẩm như là chiếu trắng, chiếu màu, chiếu hoa, chiếu in chữ. Đặc biệt nhất là chiếu hoa dệt hai mặt, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế, tính thẩm mỹ trong từng đường dệt của nghệ nhân. Ưu điểm của chiếu cà hom là có độ bền và thẩm mỹ cao. Hiện làng chiếu cà hom có hơn 450 hộ sản xuất với 80% là đồng bào Khmer. Làng nghề truyền thống này mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 150.000 đôi chiếu. Đến nay, tỉnh Trà Vinh có 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có đến 5 di sản của đồng bào Khmer.